nào thích con Volvo này thì tôi để cho nhá. Nước sơn đẹp, cabin đẹp, thủy lực khỏe. Xích thì còn đâu đó khoảng 60% nữa. Anh em có thể làm vài ba mùa nữa mới cần phải thay. Đó, nhanh nhẹn, đẹp, đường búa đầy đủ luôn. Giá thì ngang với giá lợn con. Đây này, rất run luôn anh em thấy không? Anh em mà mua con này về là mình mang chăn đi đắp luôn á. Rùa thỏ đầy đủ, bánh sao mới, nam mùi này, gang tí đấy, lần phát này. Gang tí lưng khỏe không? Ở đây đó, bê tông này là không cuốc được cho anh em coi. Anh em mua thì có thể đến bãi của chúng tôi ở thành phố Buôn Thuật nhé. Sáng như ban ngày. Lông khỏe ai. Còn này anh em thấy này, cái chân cái đùi của nó này rất là ok đúng không ạ? Đánh sao này, còn nguyên màu sơn màu vàng trẻ luôn. Những cái ốc mà nó bị lỏng ở cái xương xích này, ở trên cái này đây này, cái này thì có thể là vặn lại này, hoặc là thay ốc này. Còn cái xích như này anh em thấy xích như này nữa không? Xích này thì nó hơi còn khoảng 60% nữa, nhưng về cơ bản nhất nhá,
Về cơ bản nhất thì anh em làm ở khu vực cát á, hoặc đất á, thì còn phải 2 đến 3 mùa nữa chúng ta phải thay. Tôi sẽ quay làm sao chi tiết nhất có thể để cho anh em coi. Rồi bây giờ đến cái phần máy này. Phần máy thì anh em nhìn kỹ nhá. Cái này là tôi sẽ quay chi tiết nhất có thể để cho anh em có thể coi và nhìn và cảm nhận được cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Đây, bơm này. Máy này, nước sơn này. Máy trong ma, nước sơn cực kỳ đẹp. À, máy Volvo, xin lỗi quý vị. Rất là gọi là ma. Đó, quý vị thấy không? Tất cả những sản phẩm như này thì quý vị đã thấy là chúng tôi khi mà đi làm về hoặc là lấy máy về là đều phải cho đi làm cả và cho thử máy. Con này là máy lạnh thì rét run rồi, anh em mua về là chỉ mang cả chăn đi mà đắp nha. Hiện tại những cái sản phẩm như này chúng tôi rất là nhiều ở thành phố Buôn Thuật. Anh em mà quý vị mà khu vực Buôn Thuật có thể đến tận nơi nhìn tận mắt sờn tay những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Quan trọng nhất là khi anh em mua máy thì quan trọng nhất là máy này, bơm này, quay toa này, chân cẳng này, thế thôi. Còn cái bề ngoài thì có thể là anh em cảm thấy không ok, chúng ta có thể sơn lại, đó là cái điều chắc chắn rồi. Đây này, lắp cobo này còn đẹp không? Anh em thấy là những sản phẩm như này thì đều được chúng tôi cho đi làm hết, và khi làm xong về dọn rửa sạch sẽ ra mới bắt đầu đưa cho quý vị để quý vị tham khảo và đi làm. Đây này, con này đời 2007 cho đến 2008 quý vị nhé. Về cái phần cabin thì anh em thấy này, cabin như này là đã đẹp chưa? Tay trang các thứ là rất là đẹp, nó sàn mới, không phải là mới nhưng nó được khoảng 80% nữa. Đó. Xương xích về còn màu luôn này, thấy chưa? Màu vàng này, cái xích nó hơi xấu chút xíu thôi. Đây, anh em cứ thoải mái lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà làm sao nó ưng cái túi tiền nhất. Anh em nào nhiều tiền hơn thì có thể bỏ qua cái sản phẩm này của chúng tôi hoặc là tham khảo quý vị nhé. Rất là nhiều anh em nhiều tiền và cũng không phải là anh em nào cũng có đủ tiền để mua những cái sản phẩm nó chất lượng. Còn con này thì quý vị thấy là những sản phẩm như này chúng tôi sẽ bán cho quý vị là với cái số tiền lập nghiệp thôi. Anh em cứ lên tận mắt lên tận nơi nhìn tận mắt sờn tay đây. Đó. Nói chung là khi mua về anh em làm thì chăm nó phải chăm như con nhé, chăm như con luôn. Rồi bây giờ thì xin chào hẹn gặp tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh Máy Xúc Vườn Cỏ Xê Biên. Nhớ đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều hơn những sản phẩm chúng tôi đang có. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.